Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bác cách lắp gạt mưa ở tại nhà. Một thời gian sử dụng cái gạt mưa cũ quá lâu. Thì thứ nhất nó làm mòn cái lớp cao su ở trên gạt cũ. Đấy, và cái nữa là bụi bẩn nó bám vào đây, nó có những cái phần khớp nối ở trong này làm han rỉ cái gạt mưa cũ của mình, dẫn đến cái tác hại cực kỳ nguy hiểm. Như các bác có thể thấy, đó là gạt nhưng mà không sạch nước, nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến vấn đề các bác đi tốc độ cao, cản tầm nhìn. Và cái nữa là trên này nó nhiều bụi bẩn, gạt đi gạt lại nhiều làm xước kính của các bác. Vậy thì các bác nên thay loại gạt mưa nào cho nó đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý? Thì trên tay tôi hiện tại đang cầm đây là gạt mưa của Bosch chính hãng, cực kỳ uy tín ở trên thế giới các bạn nhé. Đây là cái loại giá rẻ nhưng vẫn hàng chính hãng các bạn nhé, chi phí nó hợp lý. Còn hàng này là hàng cao cấp, như con CRV này thì anh khách sử dụng cái hàng cao cấp ở bên mình. Đây, cái hàng giá rẻ đây thì nó sẽ có nhiều cái khớp nối hơn. Cái hàng này thì các bác quan sát thì nó sẽ liền cối hơn, nó không nhiều khớp như này, cho nên trong quá trình sử dụng nó bụi xạ nó sẽ không bị ăn nhiều vào các khớp nối này, dẫn đến hiện tượng han rỉ. Và thậm chí là cái phần cao su này của nó cũng dày và chắc chắn hơn các bác nhé. Rồi, bước tiếp theo là bước vào chủ đề chính. Đây, ở đây nó có một cái lẫy các bác nhé. Đấy, cầm tay và bóp vào đẩy xuống. Và các bác lưu ý, nếu các bác không để ý thì sau các bác nên chuẩn bị hai khăn. Khi mà gỡ cái gạt ở bên phụ này ra hay bên lái cũng thế thôi, các bác để khăn vào đây để tránh cái đầu bằng sắt này nó tì vào kính, lực nó mạnh có thể làm xước và vỡ kính. Rồi các bác mở cái lẫy của nó ra và sau đấy gài vào. Gài vào rồi ấn lại. Đấy, rồi bắt đầu bỏ khăn ra. Đấy, nói chung là bên mình lắp thì nó chỉ hết khoảng độ 3-40 giây thôi. Thì còn các bác ở nhà thì cứ làm chậm chậm từ từ cho đảm bảo an toàn, cũng chỉ mất một vài phút thôi. Đấy, như các bác có thể quan sát thấy là gạt mới sau khi thay xong nhìn gạt cực kỳ sạch. Đấy, và cực kỳ nét luôn.